Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng trò chuyện với Bảo Châu. Bảo Châu vừa nhận được visa du học Mỹ trong buổi sáng ngày hôm nay và cùng trò chuyện với Bảo Châu để tìm hiểu cái quá trình phỏng vấn xin visa du học Mỹ của Bảo Châu thì như thế nào nhé. À, chị chào Bảo Châu. Dạ, em chào chị. Hãy giới thiệu đôi nét về bản thân nha. Dạ, em tên Châu và đã tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Tin học ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ thì em đang đi dạy thêm tiếng Anh vào ban đêm. Em ở thành phố Hồ Chí Minh ở Gò Vấp với chị. Thích nhiều thứ lắm chị ơi, đặc biệt nhất là thích đi du lịch, đặc biệt là nước Mỹ đó. Mơ ước của em qua Mỹ được em sẽ đi được nhiều nước. Và bây giờ ước mơ của mình cũng đã trở thành hiện thực rồi đúng không? Sắp tới thì mình sẽ chinh phục nhiều nơi ở nước Mỹ. Cho chị hỏi là cái cảm giác khi mà nhận được visa du học Mỹ thì nó nào? Rất là vui, khó diễn tả lắm, vui lắm, cười hoài, cười từ lúc mà từ nhận được cái tấm màu xanh đến lúc mà ra ngoài đường không cười, cười đến nỗi mà gặp cái ông người nước ngoài trên đường, anh thấy em cười hoài, cái ông hỏi sao mày vui quá vậy? Nói, tao vừa mới lấy được visa ở lãnh sự quán nè. Hỏi mày lấy visa đi đâu? Tao nói tao đi Mỹ. Hỏi mày làm gì bên Mỹ? Tao nói tao đi học. Ông nói vậy hả, cố gắng nghe, cái bệnh học tốt nha. Người đầu tiên em chia sẻ là cái bạn đó đúng không? Dạ đúng rồi, người đầu tiên là cái ông người nước ngoài đang đi trên vỉa hè. Đến khi mà về công ty thì chị vẫn thấy là cái niềm vui đó còn lan tỏa trong em. Dạ, đến bây giờ em không chị? Mà em chọn Mỹ du học thì nói chung là nước Mỹ là cái nền giáo dục nó tốt. Với lại em muốn sau khi mà em học ở Mỹ xong, mới học ngành giáo dục ở Mỹ, thì khi về đây thì em có thể tự tin, mình có thể mở trung tâm ngoại ngữ riêng cho mình. Mà có thể là tại vì học sinh ở đây, trường ở Việt Nam mình thích học dùng Mỹ nhiều hơn, cho nên em mới quyết định đi học Mỹ. Em thì em sẽ học trường đại học Houston, ngành giáo dục. Em ở Việt Nam thì em đã học xong trường đại học ngoại ngữ tin học, và cái chuyên ngành của em là quản trị kinh doanh quốc tế. Thì bây giờ em sẽ qua bển em học thêm cái ngành giáo dục nữa. Thì để về em kết hợp hai cái đó, vừa quản trị mà vừa có giáo dục nữa thì chắc chắn là sẽ thành công. Trường đại học Houston là một cái trường rất là lớn ở Texas. Nó được xếp hạng 50 trong cái trường đại học nghiên cứu, rồi xếp hạng 300 của trường đại học trên thế giới. Rồi trường nó là trong xếp hạng 200 trong các trường đại học xịn của Mỹ. Với lại trong đó thì học phí nó cũng ok hơn so với những cái trường khác, khoảng cỡ 13-14 ngàn đô la trên năm. Em chọn trường đó thứ nhất cũng về thời tiết là vì nó cũng giống như Việt Nam của mình, rồi về cũng là trường có đa số các học sinh từ trên toàn thế giới học, khoảng 4 ngàn học sinh. Em không có người thân nào hết, nhưng mà chỉ có bạn em cũng ở bang Texas đó, thì nó đang học ở trường đại học, học tiếng Anh ở trường đại học Saint Thomas. Đây bạn em làm hồ sơ cũng ở trường, chỗ Tân Đại Dương luôn, và nó giới thiệu em tới cái công ty này. Khi mà em tới công ty này thì em cũng thấy được là mấy anh mấy chị cũng rất nhiệt tình, hỏi cái gì cũng trả lời hết, thắc mắc cái gì là alo một cái là chị trả lời. Em làm hồ sơ vô thì em cũng bình thường thôi, thì cũng cứ nộp hồ sơ đầy đủ hết. Chỉ có tới lúc mà phỏng vấn thì trước lúc phỏng vấn thì mình có đi học cái cách để mình tự tin với anh giám đốc ở công ty. Thì sau học được, trước đó thì học được vài hai buổi phỏng vấn ở An Khôi, sau đó thì học với anh giám đốc. Thì anh giám đốc anh chỉ cho mình những kinh nghiệm như thế nào để mình làm chủ, mình chủ động được trong cái cuộc nói chuyện với cái lãnh sự quán như vậy với người ta. Thì học thêm được rất là nhiều kinh nghiệm từ anh giám đốc. Hồ sơ của em thì chị Thúy chuẩn bị cho em, chỉ em cách phải làm như thế nào để chứng minh cái thu nhập tài chính, rồi những cái hồ sơ đây đó, thì nói chung là chị chỉ em hết. Bây giờ Châu đã có visa trong tay rồi, thì em có lời khuyên hay kinh nghiệm nào mà chia sẻ với các bạn sắp tới được không ạ? Các bạn nếu mà các bạn có nhu cầu muốn đi đi xin visa để đi du học Mỹ, thì các bạn điều đầu tiên các bạn là phải tự tin. Trước hết là mình phải nắm rõ hết toàn bộ thông tin về trường, về những cái nơi mình ở, rồi kèm theo với đó là mình phải tự tin, mình phải làm chủ được cái cuộc phỏng vấn, và mình xem như là mình nói chuyện với người ta như một người bạn thân của mình trước mặt mình vậy đó, chia sẻ thông tin của mình, chia sẻ những cảm nhận của mình, thì chắc chắn là bạn sẽ lấy được visa. Chuẩn bị hồ sơ thì các bạn có thể đến Tân Đại Dương, nơi đây mấy anh mấy chị rất là nhiệt tình, chỉ dẫn cho các bạn tất cả làm mọi thứ thủ tục, và các bạn chỉ cần đi đến cầm lại hồ sơ và đi đến chỗ phỏng vấn thôi. Chị cảm ơn những chia sẻ của Châu trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chị chúc em và Mỹ học tập thật là tốt và hoàn thành được ước mơ trong tương lai của mình. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe những chia sẻ của Châu sau khi nhận được visa du học Mỹ. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.